chào các bạn trong bài hình trước chúng ta đã tính được tổng các số của chương trình tính toán trên giải số trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục làm bài này và chúng ta sẽ tiếp tục tính tích các số khi người dùng nhập vào số bắt đầu và số kết thúc thì chúng ta sẽ tính tích các số của giải số từ số bắt đầu và số kết thúc của người dùng nhập vào các bạn hãy mở lại trang ví dụ tính toán trên dãy số mà hôm trước chúng ta đã làm xong phần tính tổng thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tính tích các số thì trong dòng lập for này mỗi lần biến y của chúng ta tăng lên một có nghĩa là mỗi lần lập thì tích các số thì chúng ta sẽ nhân lên và chúng ta sẽ nhân với cái biến y, mỗi lần y là một lần thì chúng ta sẽ lấy tích các số và chúng ta nhân với cái biến y. Ở đây chúng ta đã tính tổng số rồi thì tổng với tích là về cách tính là gần giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái phép toán thôi. Đối với tích thì chúng ta sẽ dùng phép toán nhân, còn tổng thì chúng ta sẽ dùng phép toán là là cộng. Do đó chỗ này tương tự thì chúng ta có thể tạo ra một cái biến tích các số biến này là biến tạm dùng để lưu trữ tích các số khi dòng lập của ta nó chạy thì mỗi lần lập thì chúng ta sẽ tính được cái tích và chúng ta sẽ lưu tạm vào cái biến này ở đây chúng ta sẽ dùng toán tự gán kết hợp là nhân bằng và chúng ta cho nó bằng với cái biến y tích các số nhân bằng y có nghĩa là tương đương là các số bằng tích các số nhân cho y. Ở đây chúng ta có sử dụng biến tích các số. Do đó chúng ta cũng phải khai báo phía trên này thì chúng ta cũng phải khởi gán cái biến tích các số của chúng ta. Mặc định thì lần đầu thì tích các số của chúng ta là sẽ là bằng bằng rỗng chúng ta hãy khởi gán biến là tích các số đầu tiên là nó sẽ là rỗng các bạn hãy lưu lại bây giờ các bạn hãy xuất cái biến tích các số này vào bên trong cái cái text field tích, tích các số sau khi chúng ta có tích các số thì chúng ta phải xuất nó vào bên trong cái test field, tích phiêu tích các số thì để xuất vào thì chúng ta sử dụng lệnh echo các bạn tìm cái test field tích các số và trong thuộc tính value này các bạn hãy echo cái biến tích các số ra Bây giờ các bạn hãy lưu lại thử Sau đó các bạn hãy thử review trang web của chúng ta lại Thì bạn thấy ở đây có một vấn đề là Nó sẽ không tính được tích các số Mà nó để tích các số ở đây là Là bằng 0 Thì ở đây Chúng ta hãy tìm hiểu coi tại sao chỗ này nó bằng 0 Thì bạn thấy là như vậy Ở lần lập đầu tiên Ở lần lập đầu tiên thì lần đầu tiên dòng lập của chúng ta chạy thì y nó sẽ bằng bằng 1 vì cái số bắt đầu người ta nhập vào đây là 1 do đó là cái giá trị khởi gán của dòng lập của chúng ta bắt đầu là y sẽ bằng bằng 1 thì y bằng 1 thì thỏa điều kiện thỏa điều kiện là y vẫn còn nhỏ hơn hoặc bằng 5 số kết thúc ở đây chúng ta là người dùng người ta nhập vào là 5 do đó là cái giới hạn của dòng lập của chúng ta là nó vẫn còn thỏa do đó nó sẽ chạy vào bên trong này nó sẽ thực hiện dòng lệnh tổng tính tổng và dòng lệnh tính tích thì dòng lệnh tính tổng này thì hôm trước đã giải thích rồi thì hôm nay chúng ta sẽ không nói về cái phần tổng nữa mà chúng ta chỉ nói về cái phần tích thì lúc bây giờ nó sẽ chạy cái lệnh là tích các số nhân bằng y có nghĩa là tích các số bằng tích các số nhân cho cho y ở đây tích các số đầu tiên chúng ta gán là bằng bằng rỗng do đó là ở đây rỗng mà nó nhân cho y thì nó sẽ không tính toán được đối với phép toán cộng thì được nhưng mà đối với phép toán nhân cái rỗng này là cái chuỗi mà chúng ta nhân cho y mà trong hợp này y bằng 1 thì nó lại không hiểu do đó là nó sẽ để chỗ này là con số số 0 do đó chỗ này là chúng ta phải khởi gán giá trị của biến tích các số khi người dùng bấm vào cái nút tính thì chúng ta phải khởi gán lại cái giá trị cho biến tích các số đầu tiên thì khi mới mở phơm lên thì những cái trường test field này là nó phải rỗng do đó là chúng ta phải khởi gán giá trị cho trường tích các số là rỗng tổng các số là rỗng số bắt đầu và số kết thúc này cũng là rỗng nhưng mà khi vào bắt đầu tính toán có nghĩa là khi dùng bắt đầu bấm nút tính toán thì chúng ta phải khởi gán lại cái giá trị cho cái biến tích các số này do đó là chỗ này các bạn khởi gán giá trị trước dòng lập for này các bạn hãy khởi gán giá trị cho biến tích các số ở đây chúng ta khởi gán cho nó giá trị là bằng 1 vậy là ở lần lập thứ nhất ở lần lập thứ nhất thì tích các số sẽ bằng tích các số nhân cho y mà tích các số của chúng ta chúng ta khởi gán ở đây chúng ta khởi gán là biến tích các số chúng ta khởi gán biến tích các số là bằng bằng 1 thì ở lần lập đầu tiên thì tích các số bằng tích các số nhân cho y mà tích các số của chúng ta đang là bằng 1 mà y trong hợp lần lập đầu mà y bằng 1 vậy 1 nhân 1 sẽ bằng bằng 1 vậy ở lần lập đầu tiên thì nó sẽ là là 1 các bạn lưu lại các bạn chạy thử thì giờ bạn thấy là nó đã ra được kết quả cho chúng ta là 120 120 này là có nghĩa là chúng ta lấy một chúng ta nhân cho 2 rồi sau đó chúng ta nhân tiếp cho 3 rồi nhân tiếp cho 4 rồi nhân tiếp cho 5 thì kết quả nó sẽ là 120 thì chúng ta chạy thử thì ở lần lập đầu tiên ở lần lập đầu tiên thì chúng ta đã tính tổng rồi thì bây giờ chúng ta hãy thử tìm hiểu coi tích các số của chúng ta chạy ở dòng lập đầu tiên là bao nhiêu trường hôm này tích các số của chúng ta là ở lần lập đầu tiên thì tích các số của chúng ta sẽ bằng bằng 1 vì đầu tiên thì tích các số là bằng 1 mà y của chúng ta bằng 1 vậy 1 x 1 sẽ bằng bằng 1 sau đó là y tăng lên 1 thì ở lần lập thứ hai thì y nó vẫn còn thỏa nhỏ hơn số thúc thì lúc giờ nó lại chạy tiếp dòng lệnh là tích các số bằng tích các số nhân cho y y hồi nãy chúng ta là bằng bằng 2 mà tích các số chúng ta là bằng 1 vậy là chúng ta sẽ là lấy 2 nhân 1 thì nó sẽ bằng bằng 2 do đó là trong lần lập thứ hai thì tích các số của chúng ta là nó sẽ bằng bằng 2 sau đó thì y tăng lên một đơn vị và y nó sẽ bằng bằng 3 thì ở dòng lập thứ ba thì y này nó vẫn còn nhỏ hơn số kết thúc chỗ này do đó là điều kiện dòng lập vẫn còn thỏa do đó nó tiếp tục vào bên trong nó chạy tiếp lệnh là tích các số bằng tích các số nhân y trong hợp này thì tích các số của chúng ta nó đang là bằng 2 ở dòng lập thứ hai thì tích các số nó đang giữ giá trị là 2 và bây giờ y của chúng ta đang là 3 vậy là nó sẽ lấy là 2 nhân cho 3 vậy là tích các số của chúng ta trong trường hợp ở lần lập thứ ba thì nó sẽ bằng bằng 6 trường hợp này tích các số sẽ bằng bằng 6 sau đó là y của chúng ta tiếp tục tăng lên một Vậy là y bằng 4 thì y bằng 4 thì nó vẫn còn nhỏ hơn hoặc bằng số kết thúc do đó là nó vào nó chạy tiếp cái dòng lệnh là tích các số nhân bằng y có nghĩa là tích các số bằng tích các số nhân cho y trong trường hợp này tích các số của chúng ta đang là bằng bằng 6 y của chúng ta đang là bằng bằng 4 do đó nó sẽ lấy là 6 nhân cho 4 do đó trường hợp này ở dòng lập thứ tư thì cái biến tích các số của chúng ta sẽ bằng là 24 sau đó là y sẽ tiếp tục tăng lên 1 do đó là giờ y sẽ bằng 5 thì trong trường hợp y bằng 5 thì cái dòng lập chúng ta vẫn còn thỏ do đó là nó vẫn tiếp tục nó chạy vào bên trong nó thực hiện lệnh là tích các số bằng tích các số nhân cho nhân cho y do đó là bây giờ nó sẽ lấy là 5 mà nó nhân cho 20 14 thì lúc bây giờ là tích các số của chúng ta sẽ bằng là 120 Vậy là trong trường hợp này thì tích các số chúng ta sẽ bằng 120 Sau đó là Y tăng lên 1 và Y bây giờ là 6 Khi Y bằng 6 thì cái giới hạn của dòng lập này đã vượt quá Vì Y bây giờ là nó không còn nhỏ hơn mà bằng số kết thúc nữa Do đó dòng lập của chúng ta sẽ kết thúc Và nó sẽ thoát ra khỏi cái vòng lập này Có nghĩa là nó không còn chạy những cái lệnh nằm trong cái cặp móc nhọn này nữa Mà nó sẽ chạy những cái lệnh phía bên dưới Và lúc bây giờ là do chúng ta có sử dụng lệnh ECO Chúng ta echo tích các số ra, do đó là nó sẽ in cái giá trị của biến tích các số ra cho chúng ta. Mà trong trường hợp này thì tích các số của chúng ta đang lưu giá trị là 120. Do đó là nó sẽ xuất ra cho chúng ta giá trị ở đây là 120. Thì đó là phần tính tích các số của các bạn trong bài thực hành hôm nay. Thì các bạn hãy thử tiếp tục tính tích các số. Thì trong cái phần này thì tương tự như là phần tính tổng các số nhưng mà ở đây chúng ta sẽ sử dụng phép toán gán kết hợp là chúng ta sẽ sử dụng phép toán là nhân bằng có nghĩa là chúng ta lấy tích các số bằng tích các số nhân cho cho y và đối với phép toán nhân thì lần đầu tiên chúng ta phải khởi gán giá trị cho nó là bằng bằng 1 tức là khi người dùng bắt đầu lít vào nút tính toán thì chúng ta phải khởi gán lại giá trị cho nó bằng 1 thì lúc giờ chúng ta mới thực hiện được phép toán nhân thì đó là nội dung bài thực hành hôm nay của các bạn. Còn trong phần tính tổng số chẵn và tổng số lẻ thì chúng ta sẽ thực hành trong bài thực hành kế tiếp.